Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu hay của Lại Lê Quân Việt Nam và Tân Kỳ Vương Quân Phách của Trung Quốc. Trận này Lại Lê Quân cầm đen tấu hậu, còn Vương Phách cầm đỏ đen tiên, diễn ra năm 2021. Mời bạn thưởng thức.
Quân. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun.
Chơi đến đây thì Dương Khuất không còn đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ làm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.